Chiều nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đã tổ chức cuộc họp bàn về vấn đề tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch tai xanh, dịch lở mồm long móng trên gia súc. Dịch cúm trên gia cầm đang có những diễn biến phức tạp và có nguy cơ cao từ nay đến cuối năm. Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện cả nước còn 6 tỉnh là Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Thái Bình và Long An có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày với tổng số lợn mắc bệnh là gần 6.000 con. Dịch lở mồm long móng dù đã kiểm soát được nhưng vẫn có nguy cơ cao tại khu vực đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt dịch cúm gia cầm vẫn đang diễn biến phức tạp. Mặc dù đến nay chỉ còn 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Điện Biên có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, nhưng nguy cơ bùng phát trên diện rộng và lan ra nhiều tỉnh thành là rất lớn do việc gà giống, gà thịt lậu từ bên ngoài vẫn ồ ạt vào Việt Nam mang theo đủ loại virus gây bệnh, trong khi hiệu quả công tác ngăn chặn của các tỉnh thành còn rất thấp, thậm chí có nơi cán bộ ngành nông nghiệp còn rất mơ hồ về công tác này. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, việc mua thêm 22 triệu liều vaccine phòng dịch cúm gia cầm sẽ được đấu thầu từ nay đến cuối năm, sẽ mua thêm trên 1 triệu liều vaccine phòng dịch tai thanh. Các địa phương cần phải tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch, quyết liệt ngăn chặn tình trạng buôn lậu con giống gia cầm, gia súc để đảm bảo an toàn cho chăn nuôi trong nước, vì trong những tháng cuối năm nhu cầu thực phẩm thường tăng mạnh.